Tiếp tục nỗ lực thực hiện cam kết đưa giải Marathon quốc tế di sản Cần Thơ lên tầm cao mới, được ghi tên trên bản đồ Marathon quốc tế, công ty DHA Việt Nam, đơn vị chủ sở hữu tổ chức giải, đã quyết định mời chuyên gia của Hiệp hội Marathon và chạy đường dài quốc tế AIMS đến Cần Thơ, trực tiếp chuẩn hóa đường chạy với các cự ly 5 km, 10 km, Half Marathon 21,1 km và Full Marathon 42,195 km. Trong 2 ngày 25 và 26 tháng 7, chuyên gia hạng A thế giới Phùng Hoàng Trát của AIMS phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ và các sở ngành có liên quan, ban tổ chức giải đã tiến hành công tác kiểm tra đo đạc chuẩn hóa đường chạy do đội ngũ chuyên gia của DHA đề xuất sau quá trình khảo sát và thiết kế chi tiết. Với đường chạy được chứng nhận theo tiêu chuẩn AIMS, các vận động viên tham dự giải Marathon quốc tế di sản Cần Thơ có thể sử dụng kết quả thi đấu tại giải để làm một trong những điều kiện được đăng ký tham gia giải du lịch thế giới theo độ tuổi của Airport World Marathon Major. Theo đó, với sự chuẩn hóa của AIMS, từ mùa giải 2024, đường chạy của giải Marathon quốc tế di sản Cần Thơ sẽ được chứng nhận đường chạy đạt chuẩn quốc tế tại thành phố Cần Thơ.